Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí hồ lô, cũng như là chia sẻ cho các bạn cái nội dung chính trong cái video này á, là cách tạo mầm hoa trên bí hồ lô ha. Là khi á là bí của mình mà nó tầm 30 ngày tuổi á, thì nó sẽ tượng những cái nụ hoa cái như thế này nè. Thì có những bạn trồng á, thì nó sẽ là bị rụng nè, hoặc là nó bị chạy nè, hoặc là trên những cái mầm hoa của mình á, ở trên một cái dây bí á, nó rất là ít luôn. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em là những cái loại thuốc mà giúp cho ở trên cái dây bí của mình á, là nó tạo nhiều cái mầm hoa cái luôn ha, và để cho anh em trồng bí anh em có thể là đạt được cái năng suất ha. Thì đó là nội dung cái ngày hôm nay. Rồi thì khi mà bí của mình á các bạn mà nó tầm là 30 ngày tuổi á, thì nó sẽ tượng những cái nụ hoa cái như thế này nè. Thì cái điều đầu tiên của mình á, khi mà mình trồng bí á, thì mình sẽ xịt dưỡng trái cho nó nè, cũng hai lần là mình sẽ là phòng bệnh cái ruồi vàng chích trái nè, hoặc là rầy xanh rồi rầy phấn trắng này nọ các bạn. Thì đối với cái mà dưỡng trái á, thì lúc trước mình có chia sẻ cho các bạn là nhiều cái loại, ví dụ như là anh em có thể sử dụng là canxi bo, hoặc là canxi 24 giờ, hoặc là bo sữa nè. Hai nữa là anh em có thể là sử dụng cái phân bốn lá là ca mát nè. Nó thì video trước là mình có chia sẻ cho các bạn rồi, nhưng mà những cái loại đó các bạn thì chỉ dành cho là những bạn là lấy cái trái bí nó ít thôi, có nghĩa là trên một dây chính của mình á, thì nó sẽ có là ba chèo, và anh em là chỉ lấy là 1-2 trái trên một dây chèo thôi. Thì anh em sử dụng những cái loại thuốc đó thì cái trái bí của mình các bạn là nó sẽ to và bự nha các bạn ha, rất là đẹp luôn. Còn đối với mà những anh em á, nào á, mà muốn lấy cái dây bí của mình á, là từ 5-6 trái trên một dây bí á, có nghĩa là một dây bí của mình là mình sẽ lấy được 3 chèo, và mỗi chèo là mình lấy là 2 trái, là tổng cái dây bí của mình là nó có 6 trái. Nhưng mà cái nụ hoa của mình các bạn nó rất là ít luôn. Khi mà cái nụ hoa của mình mà nó ra như thế này nè, có thể là nó chạy. Cái thứ hai nữa là nó bị ruồi vàng chích trái nó chích á, thì nó rụng luôn, thành ra cái số mà lượng quả ở trên cái một cái dây bí của mình á thì nó rất là thấp luôn, anh em không có thể là lấy được nhiều được. Nó thì hôm nay thì sẽ chia sẻ cho anh em một cái loại phân bốn lá mới ha, mà giúp cho nó tạo mầm trên cái dây bí này nè. Những cái nụ cái này nó rất là nhiều luôn, thậm chí á, là anh em trồng vào cái mùa nghịch luôn, vào những cái tháng mưa đó, cái tháng mà nào mà nó không có thuận đó, nó vẫn được tạo được, có nghĩa là nó tạo ra nhiều cái mầm hoa luôn. Thì đó là phân bốn lá là 10-60-10 cộng TE nha các bạn. Thì đây cái này là cái loại thuốc là chuyên kích mầm hoa ở trên bí hồ lô nè, bí đao nè, dưa leo nè, khổ hoa nè, mướp nè. Thì đó là những cái loại mà nó cùng họ nha các bạn ha. Thì nó chuyên, mình có thể là áp dụng cái loại thuốc này cho những cái loại mà dây bò mà mình mới vừa nêu nha. Đó là phân bốn lá 10-60-10 cộng TE ha. Và ở trên thị trường á thì nó chia ra làm hai loại nha anh em. Nó có hai loại. Một á là loại dạng hộp, hai nữa là cái dạng nước. Thì đối với cái dạng nước á, theo như là mình thấy là mình tìm hiểu á, ở trên mạng nó có bán luôn nha, là chỉ có là 24.000 cho một lọ thôi. Và cái lọ này á, là 100g nha các bạn, và các bạn là xịt theo liều như nó chỉ nha các bạn. Là và cái thời gian mà mình xịt á thì là một tuần đến 10 ngày là mình sẽ là xịt lại cho nó. Là khi mà cái giai đoạn mà nó 30 ngày tuổi các bạn thì mình cứ xịt cho nó, mình xịt là ướt đẫm trên những cái đọt của nó luôn nha, để nó tạo những cái mầm nụ cái như thế này nha các bạn. Thì đó là cái phân bón lá mà ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn á, muốn mua đó, một á, là anh em có thể là ra những cái tiệm mà vật tư nông nghiệp nè để anh em mua. Rồi nếu như mà trường hợp mà anh em ở những cái tỉnh mà nó dùng mấy cái tỉnh mà dùng cao đó mà anh em mua không được á, thì mình có để link ở bên dưới cái đường mô tả đó, thì có một cái đường link xanh xanh đó, anh em nhấp vào anh em mua ha, và người ta sẽ giao đến tận nhà anh em luôn. Và đặc biệt ở đây á, nếu mà anh em trồng ít á, anh em có thể là mua cái lọ là 100g. Thì cái lọ này á là anh em có thể là sử dụng được là 1-2 cử ha. Tại vì á, cái liều lượng của nó rất là ít luôn các bạn. Ví dụ như là nó tầm đâu là 50g đi, là anh em đã xịt được trên cái bình là 16 lít nước rồi. Nó là anh em đã xịt được hai lần luôn. Mà trong cái thời gian mà bí hồ lô của mình mà nó ra bông như thế này á, thì anh em chỉ cần xịt cho nó là 2 cử là đủ rồi. Còn đối với mà anh em mà nào mà trồng nhiều mà muốn tiết kiệm được á, thì ở trên mạng nó vẫn có bán một cái loại là phân bón lá 10-60-10 cộng TE mà dạng hộp á, để anh em về anh em pha lại á, anh em pha loãng á, để anh em xịt á, thì cái gói này nó là nó tầm đâu là 140.000 đó anh em. Đó thì anh em có thể là lên tìm hiểu á, và mình để link cho anh em để anh em có thể là tìm hiểu luôn ha.
anh em mua ha. Cái này vô dễ lắm, anh em nhấp vào đường link thì nó sẽ đưa anh em ra một cái trang mạng điện tử gọi là Shopee đó, rồi anh em mua luôn. Tại vì Shopee là một cái trang mạng điện tử nó rất là uy tín rồi, nó không phải như những cái trang mạng điện tử khác, tại vì nó có người kiểm duyệt nha anh em ha, hàng nó chất lượng. Còn những cái nơi mà nó không có chất lượng á, thì ở đây mình không có nêu ra những cái thương hiệu đó, nhưng mà mình sẽ không có giới thiệu cho các bạn. Tại vì mình ở đây á là mình hay mua ở trên mạng lắm các bạn, tại vì mình mua những cái trang mạng điện tử nó uy tín á, thành ra cái giá thành của nó thì nó có thể là nó rẻ hơn. Nhiều lúc á các bạn mua ở ngoài tiệm vật tư nông nghiệp đó, mình không nói bổ đồng ha, thì sẽ có những cái nơi mà người ta bán thuốc nó giả, thuốc giả anh em. Giờ người ta ở lên truyền hình người ta lên đẩy đó anh em mua về anh em xịt. Thậm chí giờ mình chia sẻ cho anh em cái loại thuốc là 10-60-10 cộng TTE đi, mà anh em ra mua chúng cái thuốc giả đi anh em xịt coi, nó không có phát triển là nó lại mình ảnh hưởng tới mình phải không. Nhưng mà anh em cứ tìm hiểu nhiều kênh đi, coi cái loại mình nói nó có đúng hay là không ha. Đó, cái này là nó tạo mầm cho những cái vụ mà mùa nghịch luôn. Nó bà Liên mình để ở bên dưới cái đường mô tả, anh em cứ nhắc vào anh em mua đi. Và giá thì nó cũng cực kỳ là rẻ rồi, nó chỉ có hai mấy ngàn thôi. Ví dụ như anh em ở tỉnh Bạc Liêu đi, hoặc là Đồng Tháp đi, thì anh em mua với cái tỷ giá của nó là 24.000 đi phải không, thì tiền ship nó tầm khoảng đâu là 10.000 nữa, khoảng đâu là 10.000 nữa thôi, là tầm đâu là khoảng đâu là 34.000 là anh em có thể là xịt được hai cử trên bí hồ lô của mình, và nó phát triển rất cực kỳ là tốt ha. Thì đó là cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Còn giá bí của mình ở đây thì mình không có xịt dưỡng nhiều, tại vì ở đây là mình lấy cái số lượng trái nó ít đó các bạn, thành ra mình không có xịt dưỡng nhiều. Bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn một số trái bí của mình để cho các bạn tham khảo ha. Đây các bạn, thì đây là bí của mình nha các bạn ha, phát triển cũng khá tốt nha các bạn. Bí của mình ở nay là nó đã có là nó chuyển sang màu rồi, nó cũng bự rồi. Cái trái bí này thì nó tầm khoảng đâu là 5-6 lạng vậy các bạn, thì cỡ này là mình có thể là mình hái là mình thu hoạch mình bán là được rồi nè, tại vì nó chuyển sang cái màu cua nè, cái màu mà vàng vàng các bạn đó. Thì thông thường á thì nếu như á mà anh em mà thấy bí của mình á mà thấy giá của nó mà nó ổn định, ví dụ như là nó tầm đâu là 10.000 ký đi, thì cỡ này là anh em cắt, anh em hái bán được rồi. Mà nếu như mà giá nó rẻ quá, ví dụ như nó còn có 4.000 thôi trên bí lợi nhất á, thì anh em có thể là neo lại, anh em neo lại cho nó đến khi mà trái bí của mình mà nó vàng nâu luôn các bạn đó, rồi anh em hãy cắt bán ha. Thì đó thì chúng ta canh vào cái giá thôi, cũng như là anh em có thể là liên hệ với lái ha. Thì cái này mình trong những video trước thì mình có nói rồi, anh em mà trồng bí mà muốn lấy trái bự hoặc là trái nhỏ đó thì anh em phải liên hệ với lái mà nó chịu lấy trái nhỏ thì anh em để nhiều trái, còn nếu như mà nó lái mà nó chịu lấy trái bự đó, thì anh em để nó ít trái lại đó. Bí của mình thì hôm nay cũng gần thu hoạch rồi nha anh em ha. Chủ yếu là mình chia sẻ trả lời câu hỏi cho anh em thôi, tại vì thấy nhiều bạn bình luận trong kênh của mình nhiều đó, thì mình làm clip mình trả lời cho các bạn thôi anh em. Đấy, bí cũng ok nha anh em ha. Cái này thì bí này nó tầm khoảng đâu là 5-6 lạng hả, chứ không có bự nhiều, nhưng mà nó còn phát triển nữa nha anh em ha. Ở đây thì mình trồng chủ yếu là mình trồng, mình bỏ cho mấy cái người mà bán chợ anh em, chứ mình không có bán cho lái nữa, tại vì mình trồng ít ha, chủ yếu là mình trồng để mình bán chợ thôi. Tại vì mình trồng mướp nè, rồi bí hồ lô nè, rồi bí đao nè, có một số dây dưa leo nữa, trồng cái chút vậy anh em. Rồi video ngày hôm nay thì chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn vậy nha. Thì bạn nào thấy hay và hữu ích á, thì hãy đăng ký kênh của mình cũng như là chia sẻ lên những cái group cây trồng ha, để cho kênh mình nó phát triển ha. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn.